Chào mừng các bạn đã đến kênh YouTube của An Phát Computer. Hôm nay thì mình có tận 5 con chuột gaming giá rẻ giật mình. Mà không chỉ mình đâu mà mọi người thì đều thấy đây là 5 con chuột đáng mua nhất trong đầu năm 2020. Mặc dù mình vẫn biết là tiền nào thì của đó, nhưng không phải game thủ nào cũng có điều kiện để chi cả triệu đồng để mua một chú chuột gaming. Chính vì vậy mà phân khúc chuột gaming giá rẻ tầm từ 500.000, 600.000 trở xuống chính là lựa chọn hợp lý nhất cho game thủ là học sinh, sinh viên. Đầu tiên là Logitech G102, tượng đài Logitech G102 quả thực vẫn chưa thể bị lật đổ khi mà chú chuột này quá đỗi hoàn hảo với cái giá 400.000. Phong cầm cơ bản, kích thước nhỏ, phù hợp với đại đa số game thủ Việt mà lại mang trong mình cảm biến Mercury chất lượng cao. Tuy là dòng chuột cơ bản nhất của Logitech Gaming, nhưng G102 vẫn được hỗ trợ các thiết lập thông qua phần mềm từ nút bấm, độ nhạy cho tới màu LED, RGB. Chắc chắn rằng Logitech G102 sẽ còn giữ top 1 rất lâu nữa. Chuột đang có giá bán dưới 400.000. Và mẫu chuột tiếp theo, Fulen G90 là đối thủ truyền kiếp của nhau. Fulen G90 và Logitech G102 là đối trọng gần như duy nhất trong phân khúc giá 400.000 trong vài năm trở lại đây. Fulen G90 mang một hướng thiết kế khác hẳn. Nếu như Logitech G102 này mềm mại, hoa mỹ và nhẹ nhàng thì Fulen G90 là kẻ chắc chắn, ổn định và thực dụng. Fulen G90 mang thiết kế cung thái học chuyên dụng cho người dùng chuột tay phải, kết cấu vỏ cực kỳ chắc chắn và mang trong mình cảm biến Avago 3050. Tuy không quá nổi bật về cảm biến nhưng đổi lại, nút bấm của Fulen G90 thuộc hàng đỉnh cao với công nghệ optical, gần như không thể bị hỏng, theo như hãng quảng cáo là vậy, và miễn nhiễm với bệnh double click. Fulen G90 là lựa chọn hàng đầu cho game thủ chỉ cần một chú chuột bền bỉ và cho cảm giác cầm tốt nhất, và chuột đang có giá bán 349.000. Mẫu chuột thứ 3 đó chính là Edra M6502. Edra là thương hiệu mới ra mắt thị trường chưa lâu, nhưng mỗi sản phẩm của hãng đưa ra luôn tạo cho thị trường những cơn sốc thực sự, đặc biệt là mẫu bàn phím cơ giá rẻ ở màng chuột gaming. Edra M6502 đang làm mưa làm gió khiến chính những huyền thoại như Logitech G102 và Fulen G90 phải dè chừng. Edra M6502 được nhái hoàn toàn thiết kế của Logitech G502, mẫu chuột gaming có giá tới 1,7 triệu đồng. Chính vì vậy mà G6502 có hình thức là vô địch trong phân khúc giá này. Ngoài ra, chuột còn được trang bị cảm biến Pixart 3327 cực tốt và LED RGB 16,8 triệu màu điều chỉnh được qua phần mềm. Edra M6502 đang có giá bán chỉ 399.000. Gần cuối, cọc xe Harpoon Pro RGB, cuộc đua top 5 chưa bao giờ lại gay cấn đến như thế, khi mà các đại gia như cọc xe cũng bắt đầu giảm giá các mẫu chuột gaming của mình. Đồ cọc xe trước giờ nó vẫn rất là đắt, tuy nhiên đối với cọc xe Harpoon Pro RGB với nâng cấp cảm biến so với phiên bản trước mà giá lại rẻ chỉ còn 399.000 thì quả thực là rất hấp dẫn. Chuột có thiết kế cung thái học với form cầm khá tốt, quản lý thông qua phần mềm cọc xe IQ cùng LED RGB 16,8 triệu màu đẹp mắt chính là thứ làm nên tên tuổi cho cọc xe Harpoon Pro. Cuối cùng, DU M908. DU tất nhiên không thể nằm ngoài danh sách này. Cũng giống như là Edra, tuy là một thương hiệu ít tên tuổi hơn so với những gã khổng lồ Logitech hay cọc xe, nhưng DU luôn cho game thủ những lựa chọn gaming gear tốt nhất trong mức giá phải chăng. Chuột DU M908 chính là một sản phẩm như vậy, với thiết kế cung thái học nhưng thon nhỏ, phù hợp với người Việt, cảm biến Bravo độc quyền cho độ chính xác cao, hệ thống LED RGB 16,8 triệu màu rất bắt mắt. Các bạn thấy sao về 5 mẫu chuột này? Mình có bỏ qua cái tên nào không nhở? Và nếu như các bạn quan tâm thì đường link của sản phẩm mình sẽ để ở phần mô tả của video. Các bạn nhớ bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của An Phát Computer để không phải bỏ lỡ những video clip của chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn!